Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Liệt B và chào mừng anh em trở lại với PickRK hay còn gọi là Minecraft RK nha. Đấy, chào anh em nè. Thì ở tập trước á, mình có giới thiệu cho các bạn cái bể thủy cung và bắt được một bé kỳ lân nước. Đấy, rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình nhảy xuống tắm chút nào. Đấy, bể của mình bây giờ có 4 em rồi. Em cá nóc, em anh đại. Thì có nhiều bạn comment là cho anh Đại về lại hồ cũ đi. Chứ anh Đại đâu có phải là cá sống dưới biển đâu. Anh Đại là cá nước ngọt mà. Nhưng mà tại vì mình về hồ cũ á, thấy anh Đại buồn buồn có ở gần mình à. Thôi để mình set up cái hồ cũ lại thành một cái bể mà nửa nước, nửa trên bờ luôn. Tại cái xấu là đâu có phải là sống ở dưới nước sâu đâu. Bây giờ là tạm thời cho anh Đại chơi với mấy bạn ở đây đi. Đấy, thì hồi mình có em kỳ lân nước bự lắm nha các bạn, bự hơn cái anh Đại luôn mà. Thì mình sẽ đổi tên lại thành vua biển nha, mình hay là để thành kỳ lân nước ta. Anh em voi đi, nếu mà bạn nào thích đổi tên vua biển á, thì like cái video này, còn nếu mà thích kỳ lân nước thì share video này. Kiểu nào cũng được. Yeah, thì đùa thôi chứ đáng lẽ là hôm nay mình sẽ đi tiếp tục cái khám phá biển và mình bắt thêm vài em cá nữa. Nhưng mà vì mình lướt trên wiki thấy có một em rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn, bảo đảm các bạn sẽ thích. Đó là một em baby chin. Chin là ba là cái con ma cây á, nhưng mà ở trên wiki mình thấy có con baby. Thì ở trong game PKRK á, nó không có khủng long con các bạn. Nó không, ở trong này nó không có giống như RK, bên bản RK của mình chơi. Nó không có baby, nó không có tạo baby, mà chỉ có duy nhất một con baby, duy nhất đó là con baby chin thôi. Mà con baby chin đó là một cái con cực kỳ khó để bắt, rồi mình mệt lắm rồi. Để mình lên đây mình sẽ nói tiếp cho các bạn nè. Thì con baby chin á là một cái con cực kỳ khó để bắt luôn. Vì nó không có tự xuất hiện, nó không có tự spam luôn. Đó là theo thông tin của wiki nó ghi á, mình dịch cho các bạn á, là nó chỉ xuất hiện khi mà mình giết chết cái con ma cây. Thì nó sẽ có cơ hội được đẻ ra, được phân nhánh ra từ cái con ma cây bị chết. Và cực kỳ hiếm, hiếm hơn cả cái lấy máu của Wayward là. Ví dụ như mình lấy máu của Wayward ở những tập trước là tầm mười mấy, hai chục con là có một cái máu của con Wayward đúng không? Của con ma sói. Thì con Baby Chin này chắc sẽ có một cuộc tàn sát ma cây dữ dội á, thì mình mới bắt được. Nhưng mà trong video clip này thì mình chỉ cần bắt một em Baby Chin duy nhất thôi. Đấy, chỉ cần bắt một em là mình thấy vui rồi. Và mình sẽ cho em Baby Chin đó về ở với cái chuồng bóng tối, chuồng mà có nhiều đom đóm ấy, sẽ rất là đẹp luôn. Và ok, chúng ta đi nào. Tạm thời mình sẽ ngưng đi bắt những em khủng long ở dưới nước và khám phá biển sau, để ngày mai đi. Tại vì em Baby Chin đó là nó cuốn hút lì quá rồi. Và bây giờ chúng ta rời khu bảo tồn khủng long để mà tìm bắt Baby Chin. Theo như mình tìm những cái video clip ở trên YouTube á, cũng như là thông tin ở trên Google luôn, thì chỉ có cái thông tin về Baby Chin ở trên wiki thôi, chứ chưa có một bất kỳ cái thông tin nào và cũng chưa có cái video clip nào bắt Baby Chin cả. Không biết mình có bắt được hay không nha, nhưng mà hên xui và chúng ta đi thôi. Và con ma cây đó nó sống ở cái vùng Magic Forest, vùng phép thuật, chỉ là hình như là hơi ít ma cây so với trong một cái vùng, thì ma cây chắc cũng tầm vài con à. Thì không biết đánh bao nhiêu con thì nó mới ra con chin baby nữa. Mình đậu ở đây một chút xíu để cho nó spam ma cây ra. Ma cây là nó một cái con mà nó dạng cái kiểu như là nó giống như một cái cây nấm á, nó giống như một cái cây nấm ở trên
ở trên mặt mặt đất vậy, mà nó có mấy cọng tua xuống. Rất hiếm để nhìn thấy con ma cây. Ma cây thôi là cũng đã thấy hiếm rồi. Đây. Đây là con Jin nè anh em. Đấy, nếu mà mình giết con Jin là sẽ có cơ hội được bắt con ma cây. Ở bên kia có con Reform, ok. Và bây giờ mình sẽ giết con ma cây đầu tiên. Con đánh mình 100 máu, khá là đau luôn. Mình đánh nó 396 máu. Không biết nó có đẻ ra được con ma cây con không nữa. Cố lên, hãy đĩa đi. Rồi, không có mấy cây con rồi. Ok, chúng ta sẽ né bớt mấy con Griffon để tránh những cuộc chạm trán không cần thiết. Và con mấy cây đầu tiên không có. Thôi, bên kia lại có một con mấy cây nữa kìa. Tốt. Hy vọng là đánh nó sẽ ra được Baby Jin. À, ngon. Này thì mai cây này. Trời, nó dặm mình mất 100 máu nha. Ghê. Không biết là mình bắn cung nó mới ra hay là mình đánh bằng con chim nó ra không ta. Bắn cung hay là đánh bằng chim trời. Rồi, nó chết rồi. Nhưng mà con này con thứ hai. Nó chết rồi và không thấy Baby đâu nữa, con thứ hai rồi. Nó ra cái hòm gì vậy ta? Nó lượm hòm cái đấy. Có con Griffon nguy hiểm quá. Một cái quần internal pen. Lượm luôn. Đồ VIP mà không chịu lượm, đồ VIP mà đánh mấy cây nó ra đồ VIP lắm anh em ơi. Đấu luôn. Chơi luôn, chấp hai đứa mày luôn. Bố mày chấp hai đứa mày. Chỉ sợ mình mệt thôi chứ. Thôi nhưng mà con Griffon dụ để đánh trước đi. Con Griffon nó tới 5000 máu lần rồi, chết rồi con. Chấp Griffon luôn mà. Con mai cây thứ ba chết rồi mà vẫn chưa có anh em ơi. Anh em nhìn kỹ kìa. Con mai cây nó hấp thu một cái cây gì ở dưới chân nó ấy. Con này level 12. Láo này. Hãy để con đi mai cây. Hãy để con đi. Hay là phải lấy cung bắn mới được ta. Nó bị kẹt rồi, nhưng nó đang muốn để con sao. Nó chết rồi. Nó lại rớt đồ nữa. Con mấy cây thứ 4 rồi á nha. Nó ra một cái đồ gì vậy. Ở bên kia có ăn cây nữa kìa. Ngon. Giết cái cây này trước đi. Giết cái cây chép ba đi. Nó phóng độc khó chịu lắm. Rồi, tốt luôn. Tụi mày ra đây. Này thì Jin này, hình như con Jin này con thứ 5 hay sao chứ. Mình cũng không có đếm được tại vì mình phải tập trung để mình chơi, mình đánh. Mất tập trung là đôi khi mình chết liền. Không được rồi, hình như là phải bắn ngủ á anh em ơi. Bắn ngủ hay là giết ta, ở trong wiki nó kêu là kill. Cái quần cái này có ở trong wiki nó kêu là mình kill nó chứ không phải là mình bắn, mình gây tê nó. Hy vọng con này sẽ có mai cây. Đã khá là mất thời gian từ nãy tới giờ mình tìm đánh mai cây quá trời luôn. Không có rồi, rất hòm đồ, đi săn đồ cũng được. Hãy đĩa ra đi. Gọi nó mạnh chưa. Mấy cái con không có rồi. Hay là mình phải bắn ta. Cái gì đó nó sai sai ở đây anh em ơi.
hãy đẻ ra ma cái con cho tôi. Hình như là hơi bắn ngủ nó hay sao á anh em ơi. Nãy giờ mình đánh cũng 10 con rồi á. Đánh hay bắn ngủ nguy hiểm lắm. Thêm một con ma cây chết và không có gì xảy ra cả. Sao cả? Chết này hay là mình đánh gần chết rồi bắn ngủ đó. Thích kiểu nào anh em? Thích kiểu nào? Ma cây nè. Thôi lại rớt đồ và không rớt bất cứ gì cả. Ở sau lưng mình nó sẽ 30 con nữa kìa. Cũng ngon ok. Ở sao ta rớt cây gỗ không vậy? Cô bắp vậy. Oh no. Quá lâu rồi nha, thời gian đã trôi qua rất là lâu rồi. Cảm thấy có một sự vô vọng. Hãy phân nhánh đi nào. Hình như trước khi nó chết nó sẽ phân nhánh. Và lại là tiếp tục một con ma cây không cái gì. Trời ơi, có mấy khúc gỗ không à. Mày có là con đực hay con cái gì con chinh? Mày có nhân bản được không vậy? Hãy cho tao một con Barbie đi, khổ lắm. Cho nó quýnh mình ít cũng được, chả sao cả. Hồi stamina đây. Con này con đực hay con cái gì, có nhân bản được hay không? Oh shit. Barbie chinh nè. Hãy ra Barbie chinh đi. Thôi nó quấn đâu vậy trời. Hai con cùng lúc là nghi ngờ nó sẽ đẻ trong lúc biết đâu nó sẽ đẻ trong lúc mà mình quấn nó. Đó, chạy. Yếu rồi, Grifon yếu rồi. Thôi tao máu lên. Max level luôn rồi. Phạm cái đóng Baby Chin max level luôn. Level 126. Vô vọng quá đi. Phải có một cái cách nào đó chứ. Không có Baby Chin. Tiếp tục là không có tiếp. Hả? Cái mũ. Ok, cái bộ đồ. Cái bộ đồ mới á. Một cái bộ đồ mới, mình có hai món rồi, quần với lại mũ rồi. Hả? Ngu người. Hả, con này chạy nè anh em à. Nghi rồi, con này nghi rồi. Mấy con kia đi bộ không nha, con này chạy nè anh em à, nhìn nè. Con này nghi rồi. Ồ, con này nghi có gen rồi. Con này có gen nữa là hay luôn nha. Từ. Chính xác là con này nó chạy, nó không có đi bộ nha anh em. Đấy, chính xác là con này nó chạy nha. Đấy, anh em nhìn cái điều khác lạ không? Mình lấy ít stamina mà. Ồ, anh em con này nó chạy nha. Đấy, anh em thấy con này nó chạy không? Dữ không? Không biết là con này có gen không, mình chưa có kịp nhìn. Mà anh em thấy con mai cây nào chạy không? Nãy giờ các bạn có thấy con mai cây nào chạy không? Mấy con mai cây toàn đi bộ không à. Ồ, con mai cây này nó rượt tới bến luôn rồi anh em ơi. Dữ không? Mai cái ơi. Để mình coi thấy nó có gen không. Ô, nó đuổi dữ rồi chứ. Ồ, anh em nó đuổi gắt rồi chứ. Ồ, thanh niên đuổi gắt. Từ hồi stamina đã. Hồi thanh niên đuổi gắt, đuổi từ bên kia qua đây luôn. Nếu để thích thì vậy, tao cho mày chạy không? Chạy ra qua đây luôn. Hồi nãy nó chạy bộ nha các bạn. Bây giờ mình giết nó thôi. Clear hết mấy cái con không liên quan đi. Cái xấu nữa kìa. Nó công lỡ Barbie chinh ra rồi bị mấy con này nó giết không.
một ngàn mẫu. Thôi mấy cái nó chạy nó đuổi chứ. Thôi để mình hồi stamina cái đây. Con baby, con chim này nó có baby rồi. Nó rất là lẹ khi mà nó chạy theo được, nó đuổi luôn. Nhân bản ra. Để đi. Phân nhánh đi. Để mình để nó chậm chậm thôi, nó yếu quá. Để mình để cho nó thời gian để nó còn sản xuất baby nữa. Con này nó chạy theo à. Có đâu. Mên à. Nhưng mà con chim đó nó lại ghê anh em. Con chim mà nó biết chạy luôn. Dữ rồi chà. Không có đồ gì cả. Không có con mai cây này có thể nhân bản cả. Mình đã quằn quại ở đây rất là lâu rồi. Thôi chắc có thể là mình giết liên tục thôi. Chứ không biết thế nào mà lần cả. Thôi để mình đi coi thử trong hòm có đồ gì, biết đâu mình có một bộ đồ mới. Biết đâu là mình sẽ... gãy! Hồi nãy mình định không có lượm á. Gãy ghê vậy. Gãy ghê vậy. Chúng ta tìm thấy một cái gậy, trời tối luôn. Lượm được một cái gậy anh em à. Nhưng mà cái gậy này sao không có 0/0 này sao trời. Hình như là gậy nó phải bỏ ngọc vô thì phải. Thích săn ngoài trời tối, thì săn ngoài trời tối, cái gì đâu. Ôi cái tay nè. Cái bộ đây là hình như là cái nóng và lạnh nó ok nè. Ok, nếu mà thích thì kiếm một bộ luôn. Thôi coi như là mình đánh tụi nó để mình săn đồ elemental đi. Không ăn cây này nó lùng nha anh em. Mấy cây này mấy cây cái sao nó lùng dữ vậy trời. Cây đũa. Cây đũa phép thuật. Vô đây chị thương nha. Vô đây chị thương. Dụ sao đây trời. Rồi cho con chim của mình nó chịu đòn chút đi. Ê. Cho chim nó chịu đòn chút đi. Nó theo quýnh mình hả? Sao lại theo quýnh mình? Thôi theo quýnh mình cũng được, chả sao cả. Miễn sao mới bị kẹt trong này là được rồi. Ngu người. Mày quýnh con chim của mình. Rồi ok, nó bị kẹt rồi. Chạy. Griffon có bay qua lỗi được không? Khó rồi. Thôi mình vừa bay ra mình đóng cổng lại luôn. Đấy, mình vừa bay ra mình đóng cổng lại luôn. Mà con khốn bò cạp nó chui vô đang chi vậy trời. Rồi ok. Bắt được hai con luôn chứ. Đánh bằng cái bộ. Thôi, đừng. Giờ bắn ngủ đi. Nhiệm vụ của mình là gây tên đó. Thôi, con ma cây sau khi mà bị khó linh hồn thì nó ngồi xuống và bị khó như này anh em ơi. Và nó... Trời ơi. Nó lên vào 43 và sau khi bị khó linh hồn thì nó ngồi xuống và vẫn không phân nhánh được. Bởi vì con này nó no gen. Nó no gen làm sao phân nhánh. Ăn cái gì vậy? Bỏ mấy cái này vô, chắc nó ăn mấy cái này á. Rồi ok, để cho nó ăn đi, để cho nó ngồi để nó ăn đi.
Ủa cái áo này, yes. Trời ơi, đủ bộ đồ luôn, bộ đồ này giàu sang phú quý luôn á anh em ơi, nhìn nè. Anh em coi mình nè. Trời, đi farm sau khi farm rất là nhiều cung AK, kiếm được bộ đồ Antenal. Nhìn đẻ lắm các bạn ơi. Giờ ly dễ thương không? Dây chuyền nha, dây quần nha, dây chân nhẫn đấy. Yeah, bây giờ lì đẹp gái rồi chứ không phải như xưa đâu, thấy không các bạn? Yeah. Ok, lì sẽ mặc bộ đồ này luôn. Mình đánh một hồi hết sạch luôn, mình đánh kiểu này thôi tuyệt chủng cái dòng ma cây luôn. Hả? Ở đâu mà spam từ trên trời rơi xuống vậy trời? Thôi không được rồi các bạn ơi, mình đánh đến mức tuyệt chủng ma cây luôn rồi. Không còn bất kỳ một con ma cây nào trên map luôn. Thôi, mình thua cái con ma cây con rồi. Rồi thua luôn, có con bò cạp ở trên này luôn, mình cũng thua lần thứ hai rồi. Điên đảo, mọi thứ đã điên đảo, mọi thứ đã trở nên khùng điên hết rồi, mọi thứ đã trở nên khùng điên rồi. Ok, đi ra đây. Ra đây em, ra đây. Ok, tốt rồi. Chạy được không? Chạy, có chạy được không? Ồ, con này chạy được luôn nè, tốt. Thì các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mà mình phải nói là mình thua cuộc. Mình đã cho em Jin vào bên trong cái chuồng của khu dành cho những em khủng long phát sáng, hoặc là những em khủng long ở vùng Magic và Dark Forest. Thì đây là lần đầu tiên mà lại chịu thua một ý tưởng do mình đề ra. Có thể là do mình làm sai cách hoặc như thế nào đó nên mình không bắt được em Baby Jin. Nhưng mà mình cũng không có đến mức mà gọi là mình công cấp, bởi vì mình cũng đã kiếm được cái bộ đồ rất là dễ thương. Nó là bộ đồ ở cái vùng này, bộ đồ vùng Magic luôn á anh em, bộ đồ phép thuật, một cái gậy phép thuật rất là đẹp, một cái cây đũa phép thuật, một cái đũa đấy. Mình cũng nói chung là cũng không đến mức là công cốc đâu, nhưng mà chỉ là mình không còn thành được cái sứ mệnh của cái clip này. Và nếu có bạn nào mà kiểu như là nếu có bạn nào biết thêm những thông tin về con Baby Jin, hãy cung cấp cho mình, hãy comment và hãy cho mình những cái link thông qua cái Facebook của mình. Mình cũng rất là muốn. Ok, giờ mình sẽ cho em Jin này hối thành một cái cây cho nó đẹp. Đấy, hối thành một cái cây đi nào. Ui, yeah. Đấy, thì cái khu dành cho những em khủng long phát sáng này có một cái cây. Đấy, có một cái cây phát sáng và những con đom đóm anh em, đẹp không? Anh em nhìn thấy đẻ không? Cũng được chứ bộ. Đấy, mấy em này thì bình thường đi chơi mà sao, mấy em này đang trong trạng thái nghỉ ngơi thôi, chứ mình đã bật chức năng cho đi chơi rồi. Đấy, đi trong trạng thái nghỉ ngơi thôi. Và ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Nhớ like, đăng ký kênh YouTube Lee Play Gaming, cũng như là hẹn gặp lại các bạn vào 4 giờ chiều mỗi ngày. Anh em đừng có giận mình nha, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, tại vì có thể là do nó quá hiếm thôi, em Baby Jin nó quá hiếm thôi. Nhưng mà mình sẽ thực hiện điều đó vào ở những clip sau, kiểu như là mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn về em Baby Jin và hứa là mình sẽ bắt em Baby Jin để dành tặng cho các bạn. Mình rất thích em Baby Jin nhưng mà mình đã cố gắng mà vẫn không làm được, và hy vọng các bạn sẽ không có giận mình và hãy nhớ like để ủng hộ cái tinh thần làm những cái video hay hơn, để giúp mình làm những video hay hơn cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc anh em có một ngày vui vẻ nha. Ok, bye anh em, bye các bạn một lần nữa nè. Ấy, sao bye mày lắc đầu vậy? Hình như là mình để nhầm nút rồi. Dễ thương ghê. Nói chung có bộ đồ đẹp mà rất là ok. Ok, bye anh em nha.